Chào anh em. Hôm nay Ngọc Anh Shop sẽ review đến cho anh em xem phương bộ bánh căn cũng như là cái điểm nổi bật mới trong video lần này, thì mình giới thiệu luôn cái đĩa gaffer KTM kèm luôn ốc titan xanh lục bảo nha anh em. Thì hàng này thì bên mình đã thiết kế cũng như là làm sẵn đó, tất cả cho khách của bên mình. À. Nha anh em, bánh căm Racing Boy. Đầm da đá trước, đầm sau là da zin sơn bạc. Căm thì khách mong muốn chọn lấy là căm X1R, chrome X1R thì mình luôn làm theo yêu cầu. Đĩa gaffer KTM 2 tấc 6 hay đó là tên gọi tắt nha anh em. Thì trong từ ngữ chính xác là 260mm kèm bát gắn cho heo zin của Sirius F. Bên mình thì bán đĩa luôn kèm bát, là bát hỗ trợ cho anh em. Thì mình sẽ đi vào cái điểm quan trọng của ngày, trọng tâm của video này là đĩa gaffer KTM nha anh em. Chào anh em, đây là ngoại hình em nó đó, không gaffer KTM để xanh lục bảo, ốc titan xanh lục bảo nha anh em, không bên mình bán hàng chuẩn, không lòng đĩa nè, gaffer ở trong nha anh em, ốc nè, không là vừa tới đủ nha anh em, bán sai ốc chứ không có dư ra theo kiểu dài thòn lòn, không gây cả bánh cả căm cả heo gì về là không có tình trạng đó. Bên mình bán hàng là chuẩn. Thì cái này mình chỉ gá sơ sơ thôi, đúng không? Mấy con ốc này mình gá sơ về cho anh em tự rút, rút lại giúp mình, đúng không? Nên thêm 4 con ốc đĩa nữa nha anh em. Đây, đó, chuẩn bài luôn nha anh em. Đĩa gaffer KTM đi kèm ốc titan, đúng không? Titan xanh tím hoặc là xanh lục bảo nha anh em, có hai màu thôi, thường mấy màu đó là anh em hay chơi đó. Mình xây điều nữa không, khi mà anh em lên xe nha đó, không đó, cận cảnh cho anh em xem không. Bên mình bán ốc sai ốc là tư vấn chuẩn, không lắp ráp chuẩn, không đó là vừa tới nè anh em, không có quá lố nha đó, để tránh tình trạng về các anh em gắn vô cả heo cả câm cả niềng đủ thứ, không hoặc là cắt mất thời gian tốn công tốn sức, không ốc dù lớn nha anh em. Thì anh em nào cần tư vấn các loại mặt hàng thì cứ liên hệ với Ngọc Shop. Bây giờ mình sẽ giới thiệu công đồng niềng nha anh em. Này cơ bản, không niềng Racing Boy, niềng Racing Boy nha anh em, không đồng giá đết căm X1R chân căm đỏ kết hợp với chân căm đỏ. Niềng Racing Boy trước là 1.6, còn 1.4 trong 17. Thì vỏ trước cũng như các clip khác thì vỏ trước luôn đi kèm được với 70 hoặc là 80, rồi đi 90 đó. Niềng Racing Boy nha anh em, đó bên mình đâu, niềng Racing Boy đùm về nguyên tắc đùm bên mình là đùm da zin sơn bạc. Đầm da này đầm da cũ, không lấy sơn bạc lại, căm X1R trên đầu chân căm có logo thương hiệu của các loại, thủ X1R là của X1R nha anh em, đó không kết hợp kèm với chân căm đỏ nha anh em. Lên xe quay bánh sáng len keng xà beng. Bên mình nhận thiết kế tất cả các loại bánh căm cho anh em. Cần các mặt hàng gì bên mình cũng có nha anh em. Đó, bây giờ mình giới thiệu sơ qua. Đó, đây cổ bô titan, cổ bô inox 304, baga GV, không nhông sinh dĩa các loại, rổ sao bắc, không pha đèn xi alo, mâm 8 cây, mâm 5 cây, không bên mình đó, đợt này là sau một thời gian bán hàng thì hàng nó cũng bớt đi dần.
Thì anh em nào cần cứ liên hệ trực tiếp với ngôi shop, một số mặt hàng luôn có sẵn như trong video thì anh em cứ tới ghé lấy nha anh em. Đó, niền Yoko, niền Racing Boy, kính sầu Bắc, cảng sầu Bắc, kính da Z, nhông sinh dĩa màu xưa, nhông sinh dĩa rất leo các loại. Đó, đây phuộc nha anh em, phuộc bình dầu cho 135, 150, series C, phuộc ưu liền, đĩa. Thì đây mình giới thiệu luôn cho anh em mẫu đĩa mới của mình là đĩa phay, đĩa phay Thái nha anh em, đĩa phay Thái. Đó, đĩa phay Thái nha anh em, hàng đẹp, đĩa là đĩa 2 tấc 2, gắn được hầu hết các loại xe. 135 Sirius, Jupiter, Taurus, quay rim Honda, đi đĩa thẳng úp được hết. Đó, đĩa 1R, đĩa Racing Boy. Đó, bên mình gần như đầy đủ các loại, không anh em chỉ cần việc alo, cần hàng gì, phụ tùng gì là bên mình đều cung cấp được. Vỏ hộp nha anh em, vỏ lốp Michelin, quýt Thái, không các loại đùm thì bên mình luôn trữ sẵn, không đùm ruột, không rồi ngọn sớm kính chào anh em, cần mặt hàng gì hay là tư vấn gì cứ liên hệ trực tiếp với ngọn sớm nha. Rồi ngọn sớm chào anh em.